Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn tiếp bài 3 ở phần A nhé. Now, Unit 3 at home. Section A, what a lovely home. A2, write exclamations. Viết câu cảm thán nha các bạn. Rồi trước khi chúng ta viết câu cảm thán, cô có một số từ vựng giới thiệu với các bạn nhé. Chúng ta mở tập ra và chép bài vào đầy đủ cho cô. Từ thứ nhất đó là complaint. Complaint, complaint, danh từ là sự phàn nàn ha. Và chúng ta có động từ của nó là complain. Này dễ nhớ lắm các bạn. Danh từ thì có chữ tờ ở cuối, còn động từ bỏ chữ tờ đi là xong ha. Complain, động từ. Thì danh từ là lời phàn nàn, kêu ca. Thì động từ là phàn nàn. Rồi chúng ta nhớ chép vào tập hết nha tụi con. Compliment, danh từ thứ hai ha. Compliment, compliment, lời khen ngợi. Ở trên là phàn nàn, tiêu ca ở dưới là khen ha, lời khen ngợi. Expensive, 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 đắt ha, đắt. Expensive, trái nghĩa với nó là cheap. Cheap, vậy cheap là gì nè? Rẻ ha. Cheap, expensive. Wet, 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 ẩm ướt, wet. Boring, boring, nhạt nhẽo, tẻ nhạt. Boring, bored, bored, chán à. Mình muốn nói bộ phim này nhạt nhẽo quá, chán quá. This film is boring. This film is boring. Nhưng mà muốn nói con người mình chán quá, tôi chán quá, thì dùng cho câu chữ I'm bored, I'm bored. Nhớ chú ý cách dùng nha các bạn. Delicious, delicious, ngon. Delicious, delicious. Beautiful, 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 đẹp hay. Từ này quen thuộc rồi ha, chúng ta chép vào cho cô. Interesting, 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 thú vị. Interesting, thú vị. Các bạn nhớ chép bài đầy đủ hết cho cô nha, và nhớ luyện đọc ở nhà nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta vô nội dung chính của bài nè. Hôm trước cô đã nhắc các bạn sơ về cách viết câu cảm thán rồi, hôm nay chúng ta ghi chú lại một cách cụ thể cho cô nè. Nhắc lại nè, công thức của câu cảm thán hôm trước cô hướng dẫn các bạn đó là what plus on plus adj plus nào. Và nhớ cô đã dặn các bạn là chữ on với chữ on ta đóng ngoặc mở ngoặc, thì có nghĩa là lúc có lúc không. À, vậy thì nhắc lại cho cô coi nè, khi nào dùng on, khi nào không cần dùng on. Nhắc lại ha, nhớ lại bài đi ha. Rồi sau khi các bạn nhớ lại bài rồi, chúng ta sẽ ghi lưu ý nè. Khi danh từ nào đó đếm được ở số ít, ta phải dùng ở ẩn. Khi danh từ đếm được ở số ít, ta phải dùng ở ẩn. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai nè, khi danh từ đếm được ở số nhiều, khi danh từ đếm được, nó đếm được nhưng mà nó ở số nhiều, thì ta phải bỏ ở ẩn đi, phải bỏ ở ẩn đi. Và thứ ba, khi danh từ không đếm được, không đếm được, ta cũng bỏ ở ẩn. Nhớ nha, như vậy mình phải coi lại coi những danh từ nào thuộc đếm được, những danh từ nào loại không đếm được nữa nha các bạn. Không đếm được là nhớ bỏ on đi cho cô. Rồi chúng ta ghi chú lại những cái này cho cô nha, ghi đầy đủ vô trong tập cho cô. Rồi bây giờ mình mở sách ra cho cô, mở sách ra cho cô ở phần A2 viết câu cảm thán trang 30-31 nha các bạn. Page 30 and 31, 30-31. Now write exclamation. Bây giờ chúng ta viết câu cảm thán nha. Ở phần thứ nhất, phần A này các bạn nhìn vào sách đi. Người ta yêu cầu mình viết những câu mà trong đó toàn là những lời sao các bạn? Complaints, à, phàn nàn không. Phần B thì là compliment, là khen ngợi không. Rồi chúng ta tập trung nha. Phần thứ nhất, complaints. Cô cho các bạn khoảng 5 phút các bạn tự viết, tự hoàn thành cho cô. Trong lớp thì cô sẽ gọi các bạn lên bảng viết ha. Còn ở nhà chúng ta tự viết vô tập cho cô, tự viết vô tập cho cô. Nếu chúng ta còn cảm thấy khó khăn trong việc viết những câu cảm thán này, chúng ta có thể coi lại công thức ha. Coi lại công thức. Rồi, ví dụ câu thứ nhất nè. Người ta khen một cái đầm thiệt là mắt làm sao. Đầm mắt mà khen cái gì mà khen, đang chê vậy đúng không? À, cái đầm này mắt làm sao. What an expensive dress. Nhớ cái ngữ điệu nha các bạn. Khi chúng ta viết câu cảm thán, chúng ta đọc lên thì chúng ta phải có cái ngữ điệu biểu lộ cái tình cảm của mình trong đó. What an expensive dress. Cái đầm này mắc làm sao. Rồi, chép vô ha.
Rồi tiếp nè, tới cái nhà hàng. Cái nhà hàng thì sao đây? Người ta than phiền cái nhà hàng như thế nào? Dễ quá đúng không? Very easy. Ok. What an awful restaurant. What an awful restaurant. Cái nhà hàng thiệt là tồi tệ làm sao. Ok. What a wet day. What a wet day. Là một ngày ẩm ướt, có nghĩa ngày này mưa hoài à. Mưa hoài à, chán lắm ha. What a boring party. What a boring party. Sao các bạn? Bữa tiệc gì mà chán ngắt hả? Ok. What a bad movie. Trời, đi coi phim mà gặp bộ phim dở tệ thì chán biết mấy đúng không? What a bad movie. Bộ phim thì dở tệ à. À, chúng ta chép lại hết 5 câu này vào cho cô nha. Chép lại hết 5 câu này vào trong tập cho cô. Nhớ chép bài đầy đủ. Xong phần A rồi, bây giờ phần B nha. Compliments. Rồi, nãy giờ chê nhiều rồi, giờ không chê nữa, khen thôi ha. Chê hoài chán lắm, giờ khen nè. Cho cuộc sống nó có màu sắc, nó tươi đẹp hơn nè. What a great party. What a great party. Bữa tiệc thiệt là tuyệt vời làm sao. What a bright room. What an interesting movie. Là chú ý là chữ interesting nè các bạn, bắt đầu bằng một âm nguyên âm nè, thấy chưa? Interesting âm y nè, thấy không? Tại ra chúng ta phải dùng an cho cô. An cho cô ha. What an interesting movie. What a lovely house. What a lovely house. What a delicious dinner. What a delicious dinner. What a beautiful day. What a beautiful day. Rồi bây giờ chúng ta chép hết vào tập hết cho cô đầy đủ nha. Và nhớ chú ý cách dùng and đó. À, remember, cái phần remember ở phần A này của chúng ta, chúng ta nhớ là những câu cảm thán nãy giờ mình học ha. Đó, nhớ là những câu cảm thán, nhớ là công thức của câu cảm thán cho cô nè. Chép luôn phần remember cho cô nha các bạn. Ở cái phần trang 31 nó có thêm phần A3 nữa các bạn. Nhưng mà A3 đã được giảm tải rồi. Chúng ta được bỏ đi rồi, chúng ta không cần phải học ha. A4 cũng vậy ha, giảm tải luôn ha. Rồi khi chúng ta chép xong phần remember rồi, chúng ta xong phần A rồi đó. À, chúng ta xong phần A ha. Chúng ta nhớ học từ vận cho cô nè. Learn vocabulary, write exclamation. Nhớ luyện viết được cho cô câu cảm thán. Trọng tâm những bài kiểm tra sắp tới ta cho câu cảm thán rất nhiều ha. Các bạn nhớ viết được cho cô. Repair unit 3B1 và chuẩn bị cho câu bài số 3B1. Ok, now stop here. See you next time.